bị to, mình cao 1m74 mà cái khăn thôi giống như áo choàng được luôn đấy các bạn ơi, cái này còn hơn cả một cái áo choàng được luôn quá. Vâng ạ, hợp lý không ạ? Sai. Nha. Cái này to quá. Cô hốt này ngồi cười duyên quá, đứng lên xinh hơn. Em thử đứng lên xem nào, tại sao lại xinh hơn? Em không biết. Vẫn thế, các ông bảo cô hốt đứng lên xinh hơn, vẫn thế mà. Vâng ạ, cũng là Phương Anh nhưng mà Phương Anh này đứng cao hơn được Phương Anh trên kia một tí. Rồi ok. Thế em trải nghiệm thêm, em chia sẻ là em dùng cái này ở nhà như nào giúp anh với. Thì dùng bình thường Tất nhiên là mình dùng khăn tắm bình thường. Ý là trải nghiệm, cảm nhận, cảm nhận. thì anh vừa bảo em cảm nhận cho anh À rồi. ừ thì khăn tắm thì làm gì khác nữa được em. Có nhỏ hơn luôn. Không, nó là Vâng, một vâng. bộ rồi ạ. Cái gì cũng vâng. Nó là một bộ rồi. Em học xong đại học chưa? Rồi ạ. À em học xong đại học rồi. Cái gì cũng vâng. Rồi ok, được rồi, thế bây giờ nhá. Đã ủng hộ anh Bill một bộ vì thấy bạn gái dễ thương rồi, các bạn bạn rất là hiếu nhá. Cúc Group by GG là gì em? Là tên của công ty em. Công ty em sếp có chơi game không? Dạ cũng có. 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 GG là trong game, là có nghĩa là hết game đấy. Đâu. À thế à? Go, good game mới đúng không? Rồi em về em hỏi sếp em, có khi sếp em là hay bị hành ở trong LOL lắm nên là cái cú lập tên công ty Ôi, là em GG. Thấy sếp em chơi đỉnh mà. À, sếp em rank gì? Dạ. Sếp em rank gì? Em không biết nhưng mà mỗi lần đấu lại với nội bộ thì cũng ấy lắm. Nhân viên nhường thôi em ơi, nhân viên nhường đấy. Nó có dám click phát cuối để gọi là thịt sếp em đâu. Cứ mỗi lần là nó lại sợ rồi. Thái có chuyển lương không? Nó lại thôi. Đấy thì làm sao, đấy thì phải vô địch thôi. Ừ. Đây, có tâm ở bên này. Bên này là to, khăn tắm là 60/120. Còn cái này lông kiều 50/100. Và kiểu gì cũng to, cái ý các bạn cũng chọn được cái. Cái này lông kiều nhất nhẹ hơn, mịn hơn, lông ngắn hơn, đúng không ạ? Còn bên này là custom cơ bản các bạn biết rồi, rất là dễ dùng, tiện sử dụng. Đấy, ngày hôm nay toàn các cô bán toàn dễ để sử dụng và lau chùi thoải mái luôn đây ạ. Ủ tóc đấy, nhưng mà chị em muốn thử ủ tóc nhá. Rồi, ok, giờ chúng ta sẽ thử xem là tốc độ. Má ơi, mình hói sao vậy? Vâng, phải che đi một tí. Rồi, ok. Vâng. Rồi, nó không hề bị là cái nước nó không ra và nó không trôi ở trên khăn nhé. Anh em nhìn thực tế nhé. Rồi, ok. Nếu mà ủ tóc một lúc xem là nó sẽ như thế nào nhé. Dành cho những chị em mà thích ủ tóc. Ủ tóc cuốn như nào em nhỉ? Em tóc chưa tóc ngắn bao giờ em không biết. Không có gì là không học được các bạn ạ. Rồi ok, chúng ta sẽ để khoảng 5 phút xem mà ra như nào nhá. Đây anh em nhìn thấy không ạ? Nó bắt nước này nhưng mà nó không bị cái tình trạng là dòng nước ra ngoài các thứ nhá. Ok, rồi xong. Một dạng nổi miệng mi cơ. Nóng quá. Mình ăn nhiều lần rồi. Các bạn rất là tươi, có dưa cua. Cái combo này sẽ có gì nhỉ, kèm hai vị cho em nha mọi người. Anh ơi, sao anh ăn một mình? Tôi hỏi cô hốt rồi. Cô hốt bảo là no không ăn, đùa các ông không, quê tôi thế. Tôi hỏi cô hốt rồi. Ok nhá, đây là thịt này. Đây là thịt nhá các bạn ơi. Ok, đây là thịt này, đây là rau này. Ok chưa ạ? Rồi, ok. Chúng ta sẽ cùng ăn thịt, một miếng thịt, một miếng rau nhá. Anh Bill có hỏi rồi mọi người ạ, nhưng mà không đáng kể. TVC thì sẽ là kiểu mẹ ơi, trời ơi. Ui, thế bây giờ thử một miếng mà có cả. Đây là phô mai hay lòng đỏ trứng gà ấy nhỉ? Nhìn nó giống như lòng đỏ trứng gà ấy. Nó sẽ có 3 vị nha anh, nó sẽ có 3 vị. Trời ơi. Em vẫn chưa nhận ra nó là cái gì luôn đấy.
Nhưng mà đại khái nó khá là bùi bùi các bạn ạ. Ui, sô-cô-la này, sô-cô-la chảy này các bạn ơi. Ngọt nha, ngọt nha. Bây giờ chỉ cắn cái lõi xem nào. Thật sự luôn các bạn, nghĩa đen luôn. Từ cả phần nhân sô-cô-la cho đến, ôi vẫn còn một tí dừa ở trong nữa này. Tôi mua combo ga trăm tuổi nha, ai về ngủ chung không? Thùy Dương. Tại sao lúc mình trẻ hơn không có những cái mạng xã hội như này để tôi lên nhỉ? Thề luôn tôi sẽ đi tất cả các like. Có ai có nhu cầu không? Đăng ký luôn, tối đi sang luôn. Vâng ạ, Thùy Dương. Thề các bạn luôn, bây giờ không quan trọng là TikTok bảo với tôi là không quan trọng like bao nhiêu tiếng, chỉ cần like bán được nhiều là TikTok vui rồi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là bây giờ tôi sẽ thử một phiên live. Hôm nay là một phiên hoàn toàn có thể thử được. Tại vì sáng mai thì tôi cũng chẳng có gì làm. Vâng ạ, tôi sẽ bảo tất cả mọi người về hết. Xong rồi để cái màn hình ở đây. Xong rồi tôi sẽ thu tiếng của bạn cô hốt, giống như bạn vẫn đang ở đây để tư vấn. Xong rồi tôi nằm ngủ. Thế đến khi nào tôi bị gõ gậy thì thôi các bạn ạ. Chúng... Đây, mềm chưa? Thề, đây các anh em nhìn thấy chưa? Rất là mềm, được chưa? Làm sao mà cấn được? Vâng ạ. À.